Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Đây là một cái file giấy mời của khách hàng gửi qua cho mình để in. Đây là một cái file giấy mời khổ A5 và được dàn trên một cái tờ giấy A4 trên cái file Word. Đây là khách hàng làm. Thì nếu mà đưa qua như mình làm như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ in không được. Thứ nhất là cái giấy mời này nó sẽ không có cân. Các anh chị nếu mà nhìn bất thường, các anh chị có thể thấy là phía bên này nó sẽ bự hơn phía bên này ha. Phía trái nó bự hơn phía phải, và ở phía giữa họ không có tạo ra một cái đường trống ở giữa để mà khi gấp cho tờ giấy mời nó đẹp hoàn chỉnh. Và khi mà để làm một cái giấy mời này thì khi mà khách hàng gặp cái tình huống như thế này thì chúng ta xử lý như thế nào, thì ở video này mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về cái cách mà để chúng ta xử lý cái file này thành một cái file hoàn chỉnh để chúng ta in. Thì trước tiên cái điều bất di bất dịch mà các anh chị làm trên file Word hoặc là in một cái gì để tài liệu của khách hàng trên file Word, các anh chị phải vào kiểm tra coi thử nó đúng kích thước size chưa ha. Thì để kiểm tra thì các anh chị vào trong cái file layout, các anh chị vào trong size, và các anh chị thấy đây là khách hàng đang chọn ở khổ letter ha. Tức là cái khổ letter các anh chị sẽ thấy nó kích thước nó sẽ khác ha. Thì khi mà mình in ra thì nó sẽ bị lệch lời rất là nhiều, do đó mình sẽ chỉnh xuống cái khổ, đúng cái khổ giấy của cái máy mình, tức là khổ giấy A4. Đây là khổ giấy, bây giờ các anh chị thấy nó lệch chưa. Sau đó các anh chị sẽ tạo ra hai cái trang trống phía dưới. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái trang trống phía dưới nữa à, rồi chúng ta sẽ tạo hai trang trống thế này. Tiếp đến các anh chị sẽ tạo sẽ đưa vào trong trên cái phần này, đưa chuột vào trên cái phần thanh thước, các anh chị lít hai cái để nó đưa ra một cái bảng bay setup à, bay setup. Thì các anh chị sẽ chọn cho nó đều hết một cái tờ giấy, ví dụ như trên dưới. Bây giờ cái này mình sẽ chọn 15 đi à, cái khổ này nó 15 thì chúng ta 1.5 á, tức là 15 mm, tức là 1.5 cm. Chúng ta chọn về và chúng ta bấm OK. Thì bây giờ nó sẽ đưa ra một cái khung như thế này. Bây giờ chúng ta không có quan tâm, chúng ta cũng không có cần quan tâm là nó làm gì ha. Chúng ta sẽ chỉnh cái này cho nó lên này. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Rồi không cần quan tâm. Sau đó các anh chị sẽ vào, chúng ta sẽ tạo bốn cái con canh ở bốn góc này như thế này. Thì để tạo được bốn con canh thì các anh chị vào trong file, các anh chị đưa vào file, các anh chị vào option, các anh chị chọn được cái phần advanced, advanced đây, các anh chị kéo xuống cái phần show document content nè, show document content nha, phần này nè, thì các anh chị lít vào cho mình cái phần show copy max, show copy max, thì các anh chị lít vào các bạn bấm OK. Thì đây các anh chị sẽ thấy nó sẽ tạo cho mình là bốn cái con canh ở bốn góc, tức là hồi nãy mình đã chọn cái kích thước là 1.5 nè, bây giờ nó tạo bốn con canh. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ vẽ cho mình một cái phần test box, thì các anh chị vào trong phần insert, các anh chị vào phần test box, các anh chị sổ xuống và các anh chị chọn cái draw test box, và chúng ta sẽ vẽ một cái khung như thế này. Rồi bước tiếp theo các anh chị sẽ vẽ một cho mình một cái khung. Thì để vẽ khung các anh chị vào trong phần insert, phần test box, test box, các anh chị vào draw test box, các anh chị vẽ một cái khung. Mục đích vẽ khung này chúng ta sẽ định dạng là cho cái khung của nó sao cho nó cân ở giữa nè. Rồi chúng ta sẽ copy cái khung này ra nữa để chúng ta canh thử một đợt ở trên file này, thì coi thử nó chừa được cái khoảng trống gì OK chưa. Nếu mà chừa đúng không, chúng ta sẽ kéo lại một chút nữa nè cho cái khoảng trống này cho nó để chậm nữa là mình sẽ gấp, mình sẽ in ra mình gấp. Rồi mình sẽ bỏ này đi, và bây giờ sẽ copy hai khung này ra nha. Xong rồi sẽ copy hai khung. Bây giờ ở đây các anh chị sẽ di chuyển sao cho nó vừa bốn cái góc, tại chúng ta đã có canh bốn cái góc rồi đúng không. Rồi chúng ta sẽ copy vô đây, rồi chúng ta dùng phím lên xuống để chúng ta di chuyển nó, mũi tên lên xuống qua phải qua trái, chúng ta di chuyển rất là nhanh. Rồi coi như đây là bốn cái khung, đây là cái sơ khảo nha. Rồi cái bước thứ hai nữa, cái bước kế tiếp là các anh chị sẽ copy cái phần này nè. Cái phần này là cái phần khách hàng làm rồi, các anh chị thấy di chuyển được không? Chúng ta sẽ copy xuống. Chúng ta copy xuống rồi chúng ta kéo xuống luôn. Tại cái phần này là cái phần họ làm, chúng ta không cần copy ra. Rồi bây giờ các anh chị khi kéo xuống thì các anh chị sẽ thấy cái lớp này nè, nó sẽ có hiện tượng là nó bị đè ở dưới cái lớp cái khung chúng ta đã vẽ. Rồi bây giờ để chúng ta đưa cái khung này lên, chúng ta đưa cái lớp phía dưới này lên, chúng ta vào trong format. Chúng ta vào trong cái phần print forward chúng ta bỏ lên và chúng ta sẽ bằng lệnh print to form thì nó sẽ chạy lên ha. Rồi chúng ta sẽ nắm, chúng ta sẽ kéo xuống đây cho nó nằm yên vị trí như này, giống như của khách hàng.
Rồi tiếp đó chúng ta sẽ copy cái phần nội dung. Đây nội dung của, và chúng ta sẽ đưa xuống đây. Chúng ta sẽ copy vào đây. Các anh chị cứ copy đi rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa sau ha. Rồi tiếp đến cái phần thứ hai, và sẽ copy xuống. Ở đây nó chạy xuống phần số 7 luôn thì chúng ta sẽ copy luôn ha. Rồi. Các anh chị cứ copy hết sập trong nước chúng ta sẽ chỉnh sau. Không vấn đề gì hết. Rồi. Ở đây các anh chị sẽ thấy nè. Nó sẽ có một cái logo. Ha, tuy nhiên cái logo này chúng ta sẽ copy qua nó sẽ khó khăn hơn chút. Bây giờ để cái logo này cho nó tránh qua một bên để chúng ta, các anh chị thấy đây chúng ta kéo không có được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào format nè. Các anh chị vào trong phần web test, các anh chị vào phần inform update thì nó sẽ hiện ra một bên đây. Cho nó sẽ hiện ra một bên ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy cái phần này xuống nè. Ta sẽ copy cái phần này xuống ha. Rồi chúng ta đẩy cái này xuống. Đẩy cái phần nội dung này xuống và chúng ta sẽ đưa cái logo này xuống luôn nè. Chúng ta các chị cứ nắm kéo xuống. Rồi, để thao tác cho dễ nha. Các anh chị phía trên các bạn phím mình có nút control thì các anh chị giữ vào nút control. Và các anh chị phía trên con chuột nó có một cái con lăn thì các anh chị cứ lăn lên lăn xuống cái này thì nó sẽ cho cái bảng Word chúng ta thu to phóng lớn để cho chúng ta dễ nhìn như thế này. Rồi về phía cái phần nội dung thì chúng ta đã làm xong hết rồi. Thì bây giờ chúng ta cái phần trên này chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta xóa đi ha. Chúng ta xóa đi, không cần thiết nữa. Rồi phần này nè, ta xóa đi. Rồi khi xóa lên thì các anh chị cũng cái canh lại. Lại làm trên Word thì nó hơi khó khăn một chút cái phần canh. Thì ở đó chúng ta cứ canh lên như vậy nè. Đó, chúng ta lướt lần hai cái chúng ta canh. Rồi chúng ta đi lên, chúng ta di chuyển nút lên nút xuống thôi. Rồi bây giờ các anh chị thấy đã hình dung ra được cái tờ giấy mời chúng ta chưa, tức là trên đây nó có cái con canh chúng ta canh cho nó dễ nè. Rồi bây giờ ở những cái phần này thì chúng ta chỉnh lại thôi, các anh chị cứ chỉnh lại sao cho nó phù hợp với lại cái nội dung của mình thôi nè. Đó, ví dụ vậy, đưa lên đây với những cái phần chữ mà khi mà chúng ta đưa qua như thế này nè, khi mà nó hơi dài thì chúng ta đưa qua đây ha. Rồi chúng ta cứ kéo cái phần này qua nè. Đó, chúng ta trên đây chúng ta kéo qua. Còn nếu mà ở đây mà nó, các anh chị thấy á, mà nó hơi bự một chút thì chúng ta có thể ăn gian. Ví dụ đây 13 thì đây mình có thể chọn số 12, mình ăn gian một chút cũng không sao. Trong giấy mờ thì chúng ta không có vấn đề gì ha. Rồi bây giờ ở đây các anh chị sẽ thấy là như này nó bị dư ra nè. Đây phần này dư ra, chúng ta có thể sử dụng tab nha. Nhưng ở đây cũng khoai quá thèm là mình không sử dụng tab. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái này lên. Đây mình sẽ đưa cái này lên nè. Đây. Rồi như vậy. Bây giờ mình thấy chỗ này nó hơi trống đúng không? Các anh chị thấy nó phần nó hơi trống nè, chỗ này thì mình sẽ đưa lên nè. Rồi bây giờ các anh chị thấy chỗ này nó hơi trống mà để cái phần này mà đưa lên cái này, các anh chị mà nhấn cái nút mà mũi tên và cái nút plug bay á thì nó sẽ lên như thế này luôn. Ha, nó sẽ lên như thế này, nó không có trống được. Bây giờ mình sẽ đưa cái này xuống, mình enter nó xuống. Sau đó các anh chị đưa vào cái dòng chữ này nè, các anh chị nào đầu thu nhỏ cái chữ trên này lại thì tự động nó sẽ lên cái phần chỗ này. Rồi đó, chỗ này chúng ta đưa lên thì bây giờ chúng ta xuống đây chỉnh lại cho phần này. Rồi coi như cái phần này một mặt này đã xong. Bây giờ phần này nó còn ha, phần này bắt đầu nó còn, chúng ta cũng sẽ đưa những cái phần này lên nè. Rồi bây giờ anh thấy nè, các anh chị thấy chưa, tức là cái phần này nè ha, nếu mà nó ấy nữa thì ta đưa lên vậy luôn đó. Rồi cái phần này cũng khách hàng, phần thứ hai đã xong. Bây giờ phần này, bây giờ cái phần bì mặt ngoài thì chúng ta cũng có thể là khi mà chúng ta đã chọn cái logo này xong rồi, chúng ta có thể là di chuyển nó thôi ha, chúng ta di chuyển nó ha, đôi khi nó nhảy thì không sao, chúng ta nắm chúng ta kéo lại thì thôi. Chúng ta đưa xuống vậy. Rồi giấy mời chúng ta đưa lên chút. Rồi cái phần này chúng ta đưa xuống. Rồi như vậy thì bây giờ các anh chị thấy nó như thế này. Đó là cái file giấy mời mà chúng ta làm lại từ cái file của khách hàng chúng ta. Và chúng ta đã tạo được những cái con canh bốn góc canh như thế này, chúng ta đã tạo được những cái khung và chúng ta chừa được lần giữa để mà khi in giấy mời nó sẽ gấp được. Và khi mà chúng ta hoàn thiện xong thì các anh chị các bạn chúng ta in một lần và chúng ta cần đối chiếu lại với lại cái nội dung của khách hàng lại một lần nữa. Chúng ta sẽ in cái nội dung của khách hàng ra
và chúng ta in cái nội dung một cái file mà chúng ta đã chỉnh sửa lại nè, chúng ta đưa ra, chúng ta so sánh, chúng ta coi thử các cái nội dung có đúng hay chưa. À, nếu mà đã đúng rồi thì chúng ta bắt đầu canh cái độ lệch, coi thử là trong Word khi in ra chắc chắn nó sẽ bị lệch, nó lệch qua lệch phải là lên lệch xuống gì đó, thì chúng ta có thể là tự canh theo cái này. Còn cái tạo bốn con canh mới đầu sơ khởi là chúng ta chỉ tạo để chúng ta làm theo cái khuôn, một cái khuôn chuẩn, để chúng ta dễ làm. Rồi sau khi mà chúng ta đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ha, chúng ta in rồi chúng ta canh, nếu ok rồi chúng ta sẽ bỏ trong in. Rồi đó là cái cách mà mình hay sử dụng để mình chỉnh một cái file giấy mời mà nếu khách hàng đã làm trên Word và yêu cầu mình chỉnh sửa lại, nếu khách hàng làm không vừa ý, không mình thấy cảm thấy mình in ra không có đẹp, thì chúng ta nên chỉnh lại khách giấy mời cho khách hàng để cho một cái tờ giấy mời nó thật là hoàn chỉnh và nó đẹp ha, và nó đẹp. Do đó sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta hoàn chỉnh đi cho khách hàng ha. Đó là một chút cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn mới hoặc là các bạn đang bước vào nghề photo in ấn và tạo hoặc là định hướng cho tương lai mở một cái dịch vụ photo in ấn, sẽ có thêm một chút cái kinh nghiệm để xử lý những cái file như thế này. Rồi nếu các chị và các bạn cảm thấy video của mình nó có hữu ích cho cộng đồng thì các anh chị đừng quên bấm like và share để cho mọi người theo dõi ha. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Pado Official thì hãy giúp mình đăng ký để kênh và phát triển. Xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, thành công trên công việc và làm ăn ngày càng đắt khách. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau ha. Bye bye.